Hello, 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 hello. Mic check one two. Xin chào uh, tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến với episode thứ ba của Authentic. Podcast ở episode thứ ba này thì Ben có mời một vị khách mời phải nói là người được yêu cầu nhiều nhất nhiều nhất ở trên channel để Ben làm một buổi podcast nghe giọng Ben thì mọi người có thể thấy là hơi có một tí run <laughs> hôm nay là một ngày chiều thứ bảy ở Hà Nội hiện giờ Ben và anh Bảo Paul đang ở Tây Hồ nhà của anh ấy Và để nói thì hôm nay đúng là một ngày trời mùa xuân Rất là vibe của Hà Nội Đây mà đúng là Tết này <laughs> Vâng Mấy Hôm trước không giống Tết gì cả <laughs> Vâng à, Anh bảo hình như đúng vào mùng 1 Tết là anh bị ốm Hay là anh bị ốm trước đấy à, Đâu anh bị ốm trước Xong em Tôi đã ốm được trong Sài Gòn Vâng Rông ra ngoài này xong đi cùng Thế là bị mưa Thế ốm Mọi người tưởng bị corona nhưng mà thực ra không phải chỉ là vặt à thôi vặt thôi đấy nhân nhân tiện đang nói đến <laughs> corona thì hiện giờ vào thời điểm khi mà đang quay cái podcast này thì dịch corona đã đang từ tình trạng trung bình trở thành tình trạng khẩn cấp vâng bảo động anh có suy nghĩ như thế nào về việc khẩu trang xong rồi việc lây lan rồi bây giờ anh có tránh đi ra ngoài đường hơn mức bình thường không chung là từ Tết rồi anh cũng chả đi đâu cả Bởi vì là mình tự ý thức luôn là mình ốm rồi Ra bây giờ đi ra ngoài thì dễ bị mọi người hiểu nhầm là mình cũng bị bệnh thì Xong rồi nhiều khi ra ngoài nó không thoải mái Thôi tốt nhất mình ở nhà Vâng <laughs> Lần thứ nhất ra là cái vấn đề khẩu trang thì thôi mọi người cũng biết rồi thì Đó thì răng tăng giá rồi xong rồi bán ừ. này bán kia xong rồi Nói chung là lại đấy, đấy là vấn đề của con người Con người rồi thì chúng ta người, cũng, cũng chả thể nói được Đó là ai có ý thức thì người ta tự biết thôi Vâng, Hôm trước um, em có nghe cả cái video về uh, WHO nói về uh, tình trạng của corona trong mắt của những người tại vì họ là kiểu một cái liên hiệp liên hiệp quốc về y tế ấy. thế nên là họ cũng nói về tình trạng của corona là hiện giờ đang có 98 case trên toàn thế giới. Trong đấy thì 7900 case khác là ở Trung Quốc nên là thực chất là chỉ có 1% là ở toàn thế giới thôi còn đâu toàn bộ còn lại là ở Trung Quốc nhưng mà điều đáng lo đấy là về gọi là nền kinh tế, à, nền y tế của những nước yếu ấy không thể xử lý được cái việc đấy tốt như là Trung Quốc thì họ muốn cảnh báo cái việc đấy và thứ hai cũng là làm ơn đừng có đưa những tin đồn nhảm và những thông tin sai lệch nữa thì đấy là những cái kiểu xác, đấy mới là cái quan trọng. Đó. và à, ngoài việc corona thì cũng có một tin bây giờ khá là chấn động thế giới, chấn động thế giới luôn. đấy là việc của Kobe. Dạ, yeah. dạ. Yeah. em nghĩ là anh có rất là nhiều cảm xúc. lúc này thì anh cứ nghĩ gì nói luôn. Um, ngay cái hôm mà anh nghe được tin mà Kobe bị rơi máy bay, ấy, thì đúng là thực ra thì rất nhiều người người ta sẽ lên mạng người ta truy bưu này. xong người ta bày tỏ cảm xúc thì với anh anh chỉ đơn giản là anh xuống nhà anh cầm quả bóng rổ và anh chơi. Thì ờ. mình cảm giác lại hồi tưởng ngày hồi xưa khi mà mình nhìn thấy người ta chơi như nào. vâng Thì đấy là cách duy nhất mà anh nghĩ đó là cái cách mà anh bày tỏ cái nè. sự tôn trọng. em nghĩ là đây là một cái sự mất đi quá đau lòng quá đau lòng luôn đấy. Rằng Kobe vẫn còn quá trẻ. vâng đau lòng kiểu nghẹn ngào luôn. Em mới retire chưa được bao lâu. em và thật là em em không muốn tin luôn em không muốn tin luôn bởi vì Mới kết thúc sự nghiệp bóng rổ còn biết bao nhiêu thứ có thể làm Ông ấy vừa mới xây trường Sau vâng. người đang đào tạo được con Và nó là một cái gì này nó sẽ rất là kinh khủng của thế hệ mới cuối cùng cái câu chuyện nó dừng lại như vậy Vâng ra làm Đúng Anh là. nghĩ là có Có âm mưu gì trong việc này không? Chắc âm không đâu không, Nhưng mà đấy có một số cái mà Cái hoạt hình gì? Anh nhớ là trên mạng ấy có mấy người đăng kêu hoặc cái hoạt hình hồi xưa đã warning về việc mà Kobe rơi máy bay rồi vâng. Mà cũng là máy bay trực thăng vâng. Thật ra là mình cũng không biết là mà là Cái bài uh, Young Kobe của Taiga đoạn đầu tiên vừa vào cũng là trực thăng Ôi, <laughs> Kiểu như nó coincident <laughs> mà không biết sao được bởi vì thực ra đã celeb rồi thì họ cái việc mà di chuyển bằng chuyên cơ máy bay riêng của họ nó là điều rất bình thường đấy là điều đương nhiên đấy đương nhiên là... mà cái buồn là còn kéo tất cả thêm cả bao nhiêu người nữa mà đúng không trên cái, cái máy bay này còn bao nhiêu người nữa mà chứ đâu phải chỉ có há... mấy mình, mình con gái các ông ấy đâu vâng. À, thôi thì người ta đến số thì người ta phải đi thì mình cũng không làm cả chỉ có là mình tiếc đúng thật là như thế luôn thế rồi. Rồi mình giả dụ chẳng may nhá chẳng may chẳng may ai thì sao thì chắc là nó là một cái gì nó kinh khủng khiếp Ai, à mà, ai à mà chịu được cái anh buồn hơn nữa nó không phải chuyện đấy mà chuyện về vấn đề về resale nữa cơ. tức là sau khi ừ. Kobe mất đi một cái xong thì tất cả mọi thứ là ai cũng đi tìm giày Kobe xong rồi ai cũng phải đi collect một cái gì của Kobe mà nhiều khi người ta cũng không hiểu tại sao lại phải collect vâng xong rồi tất cả những đôi giày mà của mang tên Kobe ra phát là có như họ đẩy giá một cách ngất ngưởng vâng nhiều lúc anh cũng thấy tiếc mà thì hồi xưa không bán thì bây giờ mới biết như nào thì Hồi xưa anh còn rất là nhiều Kobe luôn Anh thích Kobe vì cái cách mà ông ấy solo ấy. Đó là uh. ông ấy một mình Ông ấy làm cho kiểu Tức là bây giờ James Harden cũng solo thế Nhưng mà cái cách solo của Kobe nó có một cái gì anh Toàn diện Nó khác là James Harden Ví dụ như James Harden thì bây giờ bà coi như là kỷ lục về bắn coi như ba điểm nhiều nhất mà không ăn được không <laughs> nào Còn Kobe thì thực ra không, cái đấy nó như là một cái ngoại lệ Vâng không biết là mọi người nghe podcast mọi người có theo dõi bóng rổ không nhưng um, thực chất thì bóng rổ cũng là một trong những cái mà đưa em đến với văn hóa đường phố bởi vì nó xây dựng culture quá tốt đi chính xác chính xác thì hồi xưa anh cũng vậy đấy mà tầm hồi đầu thì anh biết hip hop thì đơn giản ok nghe nhạc xong rồi skate về skate thì hồi đấy thì họ cũng hay nhầm hip hop rất là nhiều bản anh cũng nhầm Xong xong khi mà anh cầm này trái bóng rổ rồi anh mới hiểu là đây mới là cái văn hóa mà mình cần Vâng. Từ những cái đôi giày đầu tiên hồi xưa thì Air Force 1 này xong Nike Dunk cũng đi chơi ừ. bóng rổ. Rồi thì xong rồi lên bắt đầu Air Force 360 này, sẽ xong rồi um, T-Max. bắt đầu từ cứ những cái đôi giày như thế lên là bắt đầu mình mới hiểu là sự cái văn hóa của mình nó sẽ bắt được bóng rổ nhiều hơn. Vâng. Um, em cũng không biết cái cái thực trạng hiện tại bây giờ của nền bóng rổ Việt Nam nó như nào thì anh anh có biết phần nào không? Cảm ơn cái tín hiệu rất mừng là gì là cái thực trạng cái cái nhìn nền tiếp nhận của văn hóa bóng rổ cũng như cái thông tin bóng rổ ở Việt Nam bây giờ đang rất là tốt điển hình là ví dụ là, là, ví dụ anh thích giày anh thích sneak sneaker này, thì anh thấy là bây giờ trẻ con họ cũng đã hướng đến những đôi giày bóng rổ sneaker rất là nhiều ngoài hồi xưa thì, thì anh cứ Jordan này xong rồi những đôi giày kiểu sneaker đế bằng wow. thì bây giờ bắt đầu là ngay chỗ anh ở thì anh thấy là nào là uh, Kyrie này xong rồi LeBron <laughs> rất là nhiều wow. là nó là một cái văn hóa cực kỳ đa dạng và anh thấy có hai tín hiệu mừng có rất là mừng không biết là hiện giờ thì VBA à VBA có xây dựng được văn hóa không hay là vẫn chỉ là họ cố rồi Sài Gòn Hit đã cố okay, đã okay. cố nhưng hiện tại okay. chưa được bởi vì thực ra chúng ta phải nói mất nhận được điều là nó còn quá non trẻ và chưa có nhà đầu tư chưa có nhà đầu tư nhiều nên ra là bóng rổ ở nhà họ như là kiểu bóng đá đời đầu ấy. Còn vâng. chưa còn quá nhiều kinh phí và vâng. ra là chúng ta sẽ phải từ từ Khán khán đài có kín chỗ được không à, nói chung thì cũng tùy trận như những trận anh đi xem thì cũng kín thế nhưng mà kín theo dạng là ok là họ đam mê chứ còn để kín về mặt tức là anh em mình nhìn thấy cái độ chất thì nó chưa có à i see tại vì um, nếu mà mọi người không theo dõi uh, nba thì một trong những cái mà nó rất là ấn tượng của nba đấy là thường thì những người mà Celeb hay là người nổi tiếng thì họ sẽ ngồi courtside, họ sẽ ngồi ở thì cái... Ra, như hồi xưa anh xem cái upscale 2 biết Vâng. Là chuyên gia là có Về cái một cái bài luôn là về hot size của tất cả các cái celeb. Vâng, ôi thì ừ. thích vãi Nhưng mà nó cũng xây dựng được cái culture vì Đúng như rồi. thế. Nó xây dựng mà thậm chí bây giờ nó còn thêm cả một cái nữa là cái lúc mà người mà đội siêu sao bóng rổ đi từ bên trong ra ấy. Vâng. Họ xây dựng luôn cả một cái chương trình người đấy buồn cười. <cười> Tức là ví dụ như đến ngày Halloween chẳng hạn thì siêu sao bóng rổ mặc gì là họ sẽ cho họ quay những cái highlight nhất của những ông nào mặc hay nhất xong rồi bao giờ giải là những cái đôi giày xịn. Nhưng mà công nhận là kể cả cái thân đồ đấy nó cũng rất là nó cũng rất là văn hóa luôn đấy, nói nhìn nó clean lắm và nó sạch một cách kinh khủng thôi mà thì chúng ta cũng nhìn thấy chúng ta học hỏi và biết đâu ấy trong thời gian tương lai sẽ có người làm được như đấy. Cái uh, thân nổ nó là giống như là một cái đường hầm để uh, mọi người bước vào cái um, cái nơi thay đồ ấy Đúng thì rồi. khi mà bước từ xe bớt vào ấy gần như cầu thủ nào cũng ăn mặc kiểu rất là đẹp. Flex, flex và thì um, dần dần như kiểu là trước mỗi trận đấu là mọi người thường hay <laughs> thường hay kiểu đăng những cái đấy lên đúng không ạ để để gọi là hype up cho cái trận nói chung là cái văn hóa bóng rổ nó rất là hay nếu mà nếu mà mọi người theo dõi nó một thời gian thì mọi người sẽ thấy là nó là một cái văn hóa rất là rất là, rất là đúng là hip hop nó là một rồi. phần nó là một phần quá lớn của hip hop mà đấy anh cũng thấy lạ là tại sao bây giờ nó không thêm mấy cái đấy vào trong cái Nhỉ? kiểu wow. hip hop thì người ta vẫn nói là graffiti này boy này <laughs> rap này à, wow. dj đúng không vâng. Wow. bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể có thêm là kể cả skate skate này rồi bóng rổ vâng wow. thậm chí là thời trang cũng có thể có mà vâng wow. chúng ta đâu có hạn kiểu cố gắng để đưa mình vào một cái khuôn khổ gì đâu nhưng mà anh thấy lạ là tại sao không chưa ai nghĩ ra được cái cái rằng là không ai làm cái đấy tức là người ta vẫn bị gói gọn một câu chuyện là ok là tôi muốn chuyên bá hip hop và wow. hip hop của tôi là gì thì ai làm và hiện giờ đang ở nhà của anh ấy thì cũng muốn nói một chút về gọi là thời thanh niên của anh ấy thì em không biết là thời thanh niên hay là có thể là còn là thời thơ ấu thời nhỏ cơ thì anh cảm nhận thấy mình hứng thú và thích thời trang từ bao giờ à, anh không nhớ lúc mà em lên phòng có thấy cái hình emmin em không có cửa. có <laughs> đấy là cái idol đầu tiên của anh về thời trang em với anh thì hai đội đầu tiên không phải là Iverson, Iverson anh biết sau này ừ. nhưng mà với anh thì là Eminem vì là có lẽ là vì là ông ấy là rapper da trắng, wow. Thật ra anh nhìn anh cảm thấy là nó có thiết cảm hơn, Thật Thật rapper da ra ra là... đen cái cách mặc đồ cũng hơi dễ nên là mình có thể dễ để bắt trước được với cả quan trọng là hồi xưa đi khá không dễ đâu nhá ở nhà mua rất là khó đó đó. mua một cái bộ đồ nỉ như quần thụng nhà. quần thụng đúng kiểu nỉ để áo kiểu whitey dài đúng rồi. mua rất là khó ngoài dễ mà hồi xưa đi săn thì đúng là kiểu dã man luôn vì hồi xưa em thì có mấy shop bán đâu vâng cũng lắm thì SOT này rồi uh, shop bu thì họ có, cũng có trộn hàng nhiều khi họ trộn hàng nhưng mà anh toàn phải đi săn xuất khẩu vâng xuất khẩu hồi xưa Phu bu rồi sao po này vâng à, son john rất là nhiều Thế thời trang chắc là đến trước giày Thực ra thì nó là song song Thế á? Ừ, bởi vì là cái này uh, Nó là một cái gì đấy nó nó rất là, nó rất là tự nhiên nó đến Vâng Thế là hồi xưa thì anh đấy chơi bóng rổ thì phải có giày đúng không? Vâng Thế là bắt đầu lúc đấy thì ngoài tập tệ thì ừ đi mua mấy đôi gọi là giày phách Chơi xong rồi lúc mà bố mẹ anh thấy cái, cái câu chuyện đấy nó có một cái gì đấy nó kiểu bố mẹ anh muốn đầu tư một tí à. thế là hồi đấy thì bố anh đi công tác không thế là cũng đi sang outlet nó nghĩa cái cũng đầu tư giày cho mình mình bảo ok bố mua con hóa 1 Thế là có f one về thế xong rồi hồi xưa còn chưa biết phân biệt là nike sb nike đăng vâng thế là ở thấy hồi xưa có một cái đội ở chỗ bồ hồ ở đây là chuyên bán giày anh không biết là thực ra đến giờ anh không biết là giày xịn hay là giày đều uh -huh. nhưng mà họ biết tên các dòng thế họ biết là f one họ biết là jordan one hai một hai ba này họ biết là đôi này là đôi gì Thế là anh cứ ra đấy thôi xong Năm thì... đấy là năm bao nhiêu hả anh? Ôi, lâu lắm phải cầm à uh, cấp 2 của anh Lúc ấy khoảng tầm uh, anh lên lớp 8, lớp 9 ý. Bắt đầu rồi anh bắt đầu phải tập trung vào nhiều về cái đó Em muốn biết được là kiểu năm 2000 Chắc không phải năm 2000 mấy đâu Có phải hơn ấy, một, một 2000 linh uh, Giờ nhá, 2008 là anh đi du học này Vâng Thì là du học của anh là anh hay... khoảng tầm 2004 2004 thậm chí là dưới đấy nữa bởi vì thực ra nó là cái giai đoạn mà nó rất tức là đến bây giờ anh cũng không thể nhớ nó xuất phát từ bao giờ nó nó rất là dài anh, anh, anh chỉ nhớ là ok là đấy cái chỗ đầu tiên anh phát hiện ra là nó có dây xịn vâng. đấy là bán bao nhiêu chín trăm nghìn một triệu mốt mà đấy cái cái tiền đấy rất là to thôi cứ cho là 20 năm hai mươi năm sưng sương, sương. <laughs> đấy nhiều bạn trẻ bây giờ để mà nói thì còn chưa 20 tuổi nhưng có một số bạn trẻ nghe em nghĩ là cũng nhiều cũng chưa đến 20 tuổi thì nhiều, nhiều. vâng thì um, hồi xưa em biết là nói chung là, em thì em quen anh là khi em mới bắt đầu YouTube thôi. Thì em bắt đầu YouTube khoảng tầm vài tháng đi đến lúc đấy em mới gặp anh nhưng mà trước đấy ấy, thì lùn người yêu em ấy có nói rất nhiều về anh. Có nghĩa là những điều mà em nghe em thật sự cảm thấy tại sao tại sao anh ý vào thời điểm đấy mà anh ấy lại nghĩ để làm những cái điều đấy như kiểu là hồi xưa thì Hà Nội làm gì có chỗ nào chơi đến bây giờ thì Hà Nội cũng vẫn ít chỗ chơi nhưng mà hồi xưa thì càng không có hơn à, không có chỗ chơi Và không có chỗ chơi thì anh chính là người mà tổ chức ra những cái sự kiện những cái event những cái fest từ thời kỳ đầu luôn đấy từ thời kỳ đầu luôn em này em không biết nhưng mà anh có thể kể lại một tí về về quá trình được à đầu tiên thì phải nói là um, cái chuyên trang về cái thời trang đường phố đầu tiên là Closing Trigger ấy thì đó đấy là do một bạn tên là anh duy đoàn mà anh làm thì cũng có một cái rất là tình cờ may mắn lúc đấy là anh mới được anh tham gia cái forum về hip hop à. thì trên đó họ có cái forum về giày <laughs> thì trong cái lúc mà anh ở bên kia thì bắt đầu anh tìm hiểu thật sự là rất sâu về sneaker là anh không còn đơn giản chỉ là mua những đôi anh thích ấy nữa mà anh mới tìm hiểu về cái văn hóa của nó cái này quá ngon, ngon luôn đấy, quá ngon luôn đấy. <laughs> anh bảo cứ giới thiệu ở bên mãi về cái cà phê này hôm nay mới được. đây gọi là cà phê banana ở zenzen. quán thì rất là bé thôi nhưng mà ngon. Sự rất là cà phê rất là ngon. rất ngon luôn đấy. người ta pha sẵn hết rồi anh. thì uh, nếu em uống ở đấy thì là người ta pha ở đấy. còn nếu mà ngon. em mang về nhà thì oh họ sẽ God. đưa em mang những cái bình riêng của em đi xem my lấy. God. quá ngon luôn đấy. <laughs> Ok, đến đâu rồi nhỉ? <cười> <cười> à, đến um, anh sang bên đấy thì anh rất là nghiêm túc về okay. việc... Thì là đấy bắt đầu là anh review những cái bài về giày ở trên về hiphop Xong rồi khi mà bắt đầu review bài này xong Thì anh thấy là anh muốn mở rộng cái review ấy ra nó mang tính chất cộng đồng hơn à. Thì bắt đầu anh hợp tác với cả bên Closing Flickr đấy bởi vì họ có sẵn một cái nền tảng về web rồi à. Thì bắt đầu anh review sang bên đó Khi anh review sang bên đấy xong rồi thì... Ban đầu anh uh, có về nước và anh làm một cái gọi là meet up nhỏ nhỏ để giới thiệu qua với mọi người về cái giày bằng cách là đăng lên trên đấy và tổ chức đúng rồi Uay, và đợt đấy là anh thử tổ chức chi anh đầu dã man luôn anh đấy. thì đơn giản tổ chức anh là đợt đấy là vì uh, nhóm bọn anh ấy thì là ví dụ có toliver thì là chuyên về đắp uh, step bọn anh okay. nghĩ là ok giờ bọn anh kết hợp hai cái với nhau tức là vừa sâu về giày xong vừa tối đến là một cái nhạc hội về đắp step đấy là thời gian đầu khi mà anh làm đấy anh làm đấy xong thì bắt đầu anh đi uh, sang uh, anh quay lại mỹ và anh đi cái sneaker con đầu tiên ở miami ôi thế mai con. cái đấy là, thế... là anh choáng luôn vì anh sang này xong anh, anh bắt đầu anh cảm giác là ok là đây là cái mình phải làm ở nhà tại vì là mình nhìn ra được là nếu như mình không có cái đấy thì chắc chắn là cộng đồng nó không bao giờ nó có thể phát triển được vâng Càng cái việc là mình phổ biến cho người ta những cái cách chơi mới nó vô cùng là nó văn hóa và nó không có gì độc hại cả vâng thế là ok là sau cái lần sau anh quyết tâm là ok là thôi về nhà làm tổ chức vâng. một cái đầu tiên ban đầu cái đầu tiên nó cực kỳ đơn giản nó chẳng wow, có gì wow câu chuyện câu chuyện này thật sự quá hấp dẫn tại vì không thể không thể tưởng tượng lại vào cái thời đấy khi mà Việt Nam chưa đồ đá kinh khủng và anh là người và anh là người à tao nhìn đến một cái này ở Miami và tao phải mang về Việt Nam thực ra cái mà anh mang anh mang mình đúng đúng là đợt đấy anh không nghĩ nhiều đâu à. đơn giản ok ok mình thấy hay và tại sao mình không làm ở nhà À, khi mà mình làm xong rồi thì bắt đầu mình mới nghĩ tiếp theo là ok người ta phải làm gì để phát triển nó vâng. thì cái cách duy nhất phát triển là gì là phải có nhiều người sở hữu ừ. sở hữu những cái đôi giày như vậy và thực sự là anh lúc ấy đấy là một trong những do anh phải bán cái bộ sưu tập anh đi rất là nhiều anh bán bộ sưu tập anh đi một cái giá mà rất là affordable thậm chí là có những cái rất là rẻ ừ. tức là có rất nhiều người có thể sở hữu những đôi giày đó wow. và khi mà người ta sở hữu xong và người ta đến, đến cái event của anh Người ta đi những đôi giày như vậy và có những cái lứa trẻ khác là nhìn vào khi người ta nhìn vào xong người ta sẽ ok là ơi tao sẽ mua cái này tao sẽ mua cái kia à, để có thể đến đấy và sâu ra những cái đôi giày như vậy em không biết là kiếp trước anh em mình có phải anh em ruột thì không mà tại sao kiểu suy nghĩ của anh em mình rất giống nhau anh thì anh nghĩ đơn giản là cái gì mà nó giống nhau thì nó sẽ gặp nhau ví dụ như là đơn giản nước nóng nước, nóng nước nóng nước lạnh ấy, Đúng rồi đấy. thì hai nước nóng nước lạnh nó không bao giờ họ có thể đi với nhau được thế nhưng mà bây giờ là hai dòng nước nóng thì kiểu gì cũng sẽ chập à đâm ra làm cái việc mà mình gặp nhau nó nó là điều mà inevitable. À, không không, <laughs> không thể không bàn cãi không thể nào mà có lý do gì mà kiểu không giải thích được. Ờ. À, um... Tự dưng ban nãy nhắc đến anh Tuliver. À. Thật ra là em chưa bao giờ em hỏi anh cái này và anh có thể không trả lời cũng được. Anh em mình có thể cho qua chuyện này cũng được nhưng mà em muốn hỏi là em nghe lùn nói là trước đây anh với cả anh Khoảng ừ. phải nói là một đôi bạn cực kỳ cực kỳ thân luôn và tự dưng em không biết vì một lý do nào đấy mà có thể hai người fall out có thể hai người không không thể tìm được một điểm chung thì em có thể hỏi đấy là việc gì không? Thật ra thì cái hồi mà bọn anh kiểu tự nhiên không chơi với nhau nữa thì đúng là bản thân là anh thấy là hồi đầu ấy anh cảm thấy nó rất là căng thẳng vâng. và anh cảm thấy nó rất là stress. Vâng nó thực ra nó liên quan đến cuộc sống của hai đứa nó cái suy nghĩ nó khác nhau thế rồi cái cách mà anh muốn ở uh, cái tim họ đi và cái cách mà Hoàng muốn tim đi à, à. nó nó không có giống nhau và bản thân là anh là người mà đã để cái cuộc sống cá nhân anh vào trong cái tim hơi nhiều à. tức là có những cái thứ mà anh lúc đó thì anh nghĩ là ok là anh cảm anh làm hành động theo cảm xúc à. thế nhưng mà sau khi mà anh nhìn lại cái quá trình đó thì anh tự thấy là nó mọi thứ nó phải có khoảng thở À. Tức là nếu như bây giờ hai đứa con như vậy thì hai đứa sẽ không thể lớn được Ờ à. Và rõ ràng là Anh phải xác định luôn là anh không phải là người đi theo nghệ thuật về âm nhạc Vâng Anh là đi theo về văn hóa và về thời trang Vâng Nếu như mà bây giờ trong một cái team mà tự nhiên lại có một cái leader về âm nhạc Tự nhiên lại có một người nữa mà lại về thời trang Nó rất là khó Ờ à. Đến cái lúc đấy là mọi người phải phát triển theo một hướng rồi Vâng Còn sau khi đấy xong thì bọn anh Bình thường trở lại Khi mà mình bình thường trở lại xong thì đấy <laughs> Có nhiều thứ nó thay đổi lắm Mà anh tự nhận thấy là Cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian anh trân trọng nhất Bởi vì là vâng. Nó làm cho cả hai đều lớn lên Và hai người biết là đi đường nào à, Lần gần nhất mà em gặp anh uh, Tuliver Là vào đám cưới của anh Diễn ra cách đây chắc cũng khoảng 2 tuần thôi đúng không? Ừ còn Hay, hay, hay 3, hơn 3, rồi tuần <laughs> 11 tháng. Đầu tiên ấy Phải nói là đây là cái đám cưới đẹp nhất Trong cuộc đời mà em từng được dự em không thể tưởng tượng được nó lại đẹp như thế luôn ấy. nghĩa là em em không biết là đối với trong mắt của anh này anh phải chuẩn bị các thứ rất là nhiều để anh đã nhìn thấy nó rồi còn trong mắt của em thì kể từ khi mà em bước đến cái bước đến cái đoạn mà kiểu đi xe đi đi đường lên chỗ intercon ấy em lại thấy là ôi chỗ đẹp kinh khủng luôn ấy xong rồi từ nhá từ giây phút đấy cho đến giây phút mà em nhắm mắt đi ngủ là chỉ có đẹp thôi đấy trong mắt của em và em nghĩ là một đời người chắc là sẽ chỉ dự được những cái đám cưới đẹp như thế vài lần vài lần có, em nghĩ em chỉ dự được một lần và ngoài ngoài cái đám cưới của em tổ chức ra nữa thì cái bàn bọn anh cũng xác định luôn là nó là cái đám cưới để kỷ niệm đúng là một cái quãng thời gian nguyên tuổi trẻ của cả bọn của anh và vợ anh với nhau bởi vì là nguyên một những cái hàng ngày đấy thì em cũng hiểu là, là người đàn ông ấy tức là họ phải hy sinh rất nhiều cho cái sự nghiệp vâng mà còn với anh thì anh hy sinh nhiều nó sự nghiệp một phần nhưng anh hy sinh nhiều cho cái mối quan hệ này vâng. cũng rất là nhiều yeah. anh coi đấy là một cái sự nghiệp của anh vâng. vì làm anh từ trước đến nay sau cái tức là sau cái câu chuyện mà anh đi làm tất cả một thứ về cộng đồng ấy thì vâng. từ đấy xong mà anh không có một cái gọi là cái achievement thì anh cảm thấy là nó xứng đáng với anh yeah. ngoài cái việc là ok là bây giờ anh có một cái đám cưới và cái đám cưới đấy là một cái cái big achievement nhất mà từ cái lúc mà sau cái khi làm event đó khi mà anh rút tờ giấy ra anh lập tức cầu à. nghẹn luôn bởi vì anh em đã biết rất là lâu rất nhiều lần vâng nó, nó khác hẳn với cả cái lúc mà anh dã dạ đi... man anh không thể nào mà anh Tức là khó lắm nó khi không có kiềm chế cảm xúc lúc đấy ngay khi anh nghẹn một phát là kiểu em em cũng bị nghẹn và kiểu nước mắt rơi luôn anh nghĩ là mọi người chắc ai cũng sẽ hỏi cái cảm giác này dã dạ man thì um, em chúc mừng anh chị Um, em không thể tưởng tượng được là để có ngày hôm nay anh chị đã phải trải qua những gì nói chung là cũng rất uh, đầu mẻ chán rồi <cười> nhiều <cười> thứ này loài là thôi thì đấy là một cái phần thưởng cho sự kiên trì anh nghĩ là từ giờ mọi thứ cái gì có kiên trì thì anh nghĩ nó sẽ thành công à vâng ban nãy uh, người chạy vào đi toilet là louis <laughs> giới thiệu cả mọi người louis <laughs> uh, bây giờ thì cũng đã quay được một thời gian rồi và um, bởi vì cái máy quay này nó cũng chỉ quay được khoảng 30 phút là nó lại bị dừng nên là cứ anh em mình nói chuyện nhau thoải mái, anh à, em mình nói chuyện okay. nhau thoải mái Tôi nhưng mà được. cứ 20 25 phút lấy giờ được 25 phút à? Vâng, 30 được. phút để anh em mình lại dừng. Được rồi. Okay. ok, bây giờ sẽ take a break một tí tí uh, hẹn gặp lại mọi người okay. soon. Ok. <laughs> Bạch Ok After break <laughs> Bạn nãy anh bảo vừa mình cho nghe một bài um, Bản thân bạn không biết bài đầy luôn Của Kanye West và Adam Levine Bro <cười> <cười> Heard him say Heard him say, him say? Um, Tự dưng Nhìn thấy Đúng là kiểu thời hồi xưa hồi xưa của những người đấy đã thấy những người đấy chất rồi <laughs> đương nhiên là người ta sẽ trở thành những người như Kanye như và Adam bây giờ đúng rồi. Thì ra là cái việc mà <laughs> tự nhiên người ta tôn sùng Chúa hay là làm những cái gì liên quan đến Chúa nó là điều đương nhiên là việc người ta đã anh đánh không theo đạo thiên chúa. Thế nhưng mà uh -huh. anh thấy là tất cả những gì mà Kanye có bây giờ thì kể trong các bài hát Kanye này thôi là có một phần gì đấy tức là Kanye cũng cảm ơn Chúa là đã mang những cái cơ hội đến cho Kanye để Kanye có thể thể hiện được ra như, như bây giờ à. Uh... nó là cách mà cái anh ấy nó mà lúc nào tức ở cái trong cái bài hát ok thì rap thì đương nhiên là nó sẽ liên quan đến rượu trẻ ma tùy hí rồi cái chúng ta không nói đấy nhưng mà yep. nghe những cái bài vừa rồi thì thấy là nó rất là uplifting cái, cái people's mind ấy. tức là lúc nào nó sẽ cho người ta cảm giác ok là mày có xấu thế nào thì ngày hôm sau nó sẽ ngày mới vâng thì cứ cố gắng moving on giống ngày nào đấy thì sẽ có cái cơ hội nó mỉm cười mày vâng đấy là cách mà đấy anh thích nhất bài hát này thì cái điều đấy wow. Rồi, oh, shout out đến uh, Kanye Bản thân em là một fan của Kanye ẩn ẩn nhầm Thật ra là đây, đây là lần đầu tiên bấm luôn À cái này là đây, <cười> <cười> cái này mà đúng bộ tay Cái này còn nhiều lắm nhưng mà chưa dám nghịch hết Đây là gì? Cái gì ấy? Đây là cười. Okay. Um, cười Hồi xưa em nghĩ là cái thời cái thời mà xuất phát của hip hop Hà Nội ấy, thì anh theo như theo như em hình dung như ban đầu là anh Việt Mắc anh ấy xây dựng ra như kiểu là nhóm nhảy như cái thứ hay là hồi đấy đã còn nhóm nhảy chưa hồi xưa thì có Big Thâu này <laughs> uh... nhưng mà nhưng mà thế hệ đấy có trước anh không hay là cùng trước anh nhiều chứ trước anh à, rất là à, nhiều ok, okay. Mà hồi xưa họ không phải nhảy mấy bài kiểu Hiphop uh, hip hop đặc đâu không? Uh, cái nhạc của họ nó khác lắm. Vâng. anh không thể nhớ tên được nhưng mà có một số bài nghe ra sẽ nhớ ừ. Ở đấy thì ra họ đi biểu diễn thì họ truyền bá cái văn hóa hip hop nó cũng khác như bây giờ nó vâng. là cái gì rất là mới thậm chí là có nhiều người người ta còn bị hiểu nhầm sang là có cả kiểu làn sóng về uh, k pop ấy, kiểu sot ấy. Uh. Uh. tức là họ bị văn hóa trộn rất là nhiều cho uh. nên là để nói văn về cái văn hóa hip hop của Hà Nội ấy, yeah. có lẽ nó là một cái gì nó rất là âm ỉ nó chỉ rất là từ âm ỉ yeah. nó tạo cho người ta một cái văn hóa về ăn mặc rất là căng vâng nhưng bù lại thì cái văn hóa khác về dj này về graffiti này về <laughs> à, rap rap thì mà ai biết là lk này rồi những cái thế hệ như anh ấy vâng Đó là một phần thế nhưng mà hồi xưa thì mọi người thấy đấy là nghe rap tình yêu chắc nhiều hơn là rap chỉ bảy, vâng mà anh anh nghe rap chỉ bảy rất là nhiều thì <laughs> 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 anh biết là ok thì nó cũng là một phần vâng thì um, nói chung là em đang muốn nói là biết là em thì hình dung là sẽ có một thế hệ trước thế hệ ở cung cung <laughs> cung là sau, cung là Siunit là sau này. Sau này cái cung thì bắt đầu anh cũng đã tham gia rất là nhiều. và vâng. um, sau sau nghĩa là sau một thế hệ đúng không? Sau một thế hệ thì bắt đầu mọi người ra cung tập. Vâng. nhưng mọi người có cái gì bắt đầu mọi người lấy tên là Siunit thì bắt đầu là có Harley. Oh. Thế hệ Harley, thế hệ popping là bắt đầu về đấy. Rất là nhiều. Chủ yếu là pop rồi đâu Chứ Popping còn b-boy là Big Toe Big Toe rồi à, haley sau này à. Nhưng mà để mà gọi là anh thấy uh, duy trì tốt Harley, Harley là một nhóm duy trì rất là tốt wow. Để có anh Hoàng Si của đấy anh rất là Gọi là phát xít thì cũng hơi quá thế Nhưng mà đúng là anh ấy thực sự là rất là nghiêm nghiêm túc ừ. Anh ấy dẫn dắt nguyên một cái team mà cho những người em bây giờ Đứa nào cũng Nói chung là có những người vẫn theo và có người không theo Nhưng mà đều có những thành công riêng lĩnh vực riêng của mình à. Um, em thì chắc là vào khoảng tầm em học uh, cấp 2, cấp 3 thì em hay lên... N nói chung là em thì em ở Mỹ nên là mỗi một năm em chỉ về hè thôi Thì em cũng như kiểu là được bạn dẫn lên nhưng mà thấy kiểu mấy ông này chả thích mình <laughs> kiểu à, ừ, thì khó gần mà cũng khó gần <laughs> khó gần mấy em là toàn thế mà tức là lúc đầu nhìn nhau là khó gần nhưng mà gần xong rồi không xa được vâng đấy. là vậy với nhau Thì đấy là cảm giác của em khi mà lên cung, đối với cả những những người không biết thì uh, cung là cung văn hóa Việt xô đúng không? Đúng rồi. Ở um, ở Hà Nội thì mọi người lúc đấy mọi người rất là hay kiểu tụ tập ở đấy, cũng chả có gì đâu, nói chung là ở ở ngoài sảnh, nhảy ở ngoài sảnh đúng rồi, đúng rồi. của của cái của cái chỗ ấy luôn ấy. Thì như kiểu khi tất cả mọi thứ nó đóng cửa rồi thì chắc là buổi chiều mọi người lên đúng không? <laughs> Cường là tối bắt đầu tập tối bởi vì ở đấy có cả lớp võ này xong phải lớp nhảy và là <laughs> mọi người chia nhau ra cái thời gian à, à, à. Nó làm các bác bảo vệ đấy cũng rất là ủng hộ vâng ra là họ chia nhau ra xong rồi về sau có cả nhóm dip của cường xây bần nữa vâng cũng lên đấy tập thì là cường thì có một cái lớp khác ở cái khu à, mình, cái khu mình ăn cái, à, cái nguyễn khuyến á à? ăn cái à cái, cái bánh xèo à ở cái, cái, cái bánh xèo ngon dã man nguyễn khuyến, cái khuyến đúng không đấy thì là có <laughs> hai lớp đấy một lớp đấy là một lớp sinh cung là lớp uh, tăng cường hơn à. thì là đấy có cường đấy thì đợt đấy anh mới ra cung nhiều à. là đợt đấy bắt đầu anh đi anh bắt đầu anh mới gọi là bắt đầu anh học nhảy thì à. anh ra cung khá là nhiều vâng <laughs> đúng là nghe nghe lại câu chuyện từ thời xưa khi mà nó được hình thành ấy bây giờ thì mọi thứ nó đã là bây giờ rồi bây giờ thì mình biết thực trạng hiện giờ nó là như thế nào nhưng hồi xưa khi mọi thứ nó rất là sơ khai thì nói em nghĩ là sẽ không thể có lại nữa không thể có lại nữa đúng là những cái đấy thì nó là cái kỷ niệm mà không bao giờ có thể tức là mình cảm thấy mình may mắn vì mình sống trong cái lúc như vậy vâng. Và... vì mình trải nghiệm tất cả những thứ ban đầu <laughs> đến bây giờ thì khi mọi thứ nó quá sẵn sàng rồi thì nó sẽ ở một cái mức độ khác tức là mọi những cái lớp trẻ họ sẽ có nhiều cái mục tiêu cao hơn để họ đạt được còn như hồi xưa gần như là mục tiêu chỉ là để cố gắng để phát triển nó còn bây giờ là mục tiêu là phải đặt được một cái gì đấy vâng. Và... khác nhau lắm. Và... vâng Hồi xưa thì anh có thể kể tên một vài người lên cung <laughs> để, 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 như kiểu là hang out chả làm gì hay là À thì đúng, à, hồi xưa anh lên với <laughs> Hoàng Vâng, là ừ. là lúc đấy là mới biết nhau Không biết nhau từ trước rồi, từ à. bọn đấy bọn anh biết nhau từ Nhau là đấy là hay đi, anh hay đi mua quần áo thì anh hay lên Còn tầm shop. năm bao nhiêu ạ? Đấy <laughs> cũng phải tầm 2004-2005 gì đó Ờ đấy à, thế thì cái lúc mua giày phải trước đấy rồi Chắc, à. chắc là cái lúc mua giày <laughs> trước đây thôi à. bởi vì là em chơi với hoàng từ cấp 3 thì xong mãi lên đại học anh mới đi học ở hà nội lúc đấy thì ngoài anh rất là rất là đầu tư vào giày ra thì còn ai không không biết từ đó, lúc đấy là chưa có một cái gì tại vì biết cũng không rồi. có internet để có thể mãi về sau ở cái forum thì mình biết là có rất nhiều người cũng họ cũng chơi giày à. nhưng mà họ chơi có một số người chơi bóng rổ rất là kiểu kinh khủng à. Từ đầy đầu luôn để thì kiểu, có một người ví dụ như là hồi xưa chơi Danny Đỗ nhá vâng. một à, anh ấy làm kiểu cũng kiểu gọi là đạo diễn à. anh ấy làm cái bài đầu tiên cho Sơn Tùng ấy. thì <laughs> anh ấy là, là chơi giày cũng khá là OG ấy. wow là ông ấy còn mấy cái đôi kiểu OG đầy đầu luôn wow thì à, mãi sau người biết thế xong có những người mà kiểu những anh quên mất tên chú bé rồi chú bé bé lắm nhưng mà cũng chơi rất là kinh bởi vì ừ. à, nhà cũng support điều kiện xong rồi bắt đầu dần dần lên thì anh quen thêm nhiều người hơn Thì người ta cũng chơi giày thế nhưng mà Người ta chơi ở mức là ok người ta chơi Nhưng người ta không có nghĩ là người ta sẽ phát triển ờ. đó thì Nghĩa là chỉ là một cái mà mình thích thôi mình thích Còn rồi. mình không nghĩ là người khác cũng thích <laughs> Đó anh thì anh nghĩ nó như kiểu chơi tem phiếu đó. và... Không khác gì cả thì tem có hội còn tem chơi tem còn đấy gì lúc đấy thì dây sẽ có hội chơi giày thế nhưng mà <laughs> mọi thứ chỉ dừng lại mức là ok là có hội chơi vâng. Không, không phát triển nó thành một cái cộng đồng như bây giờ Em không biết là bây giờ khi cảm giác của anh nhìn lại Mọi thứ nó đang diễn ra hiện tại Với một cái lượng Người chơi dày phải nói là khủng khiếp nhất Mình được chứng kiến mọi thời đại ở Việt Nam Thì anh có những cái Anh có những cái mong muốn gì vào thời điểm đấy Anh đã có thể làm để Nó Xây dựng những cái Xây dựng những cái điều nó khác bây giờ không? Hay là ra cũng có bởi vì nó phải nói chung là nó đi nói lại thì nó <laughs> để bây giờ anh sẽ kể cái quá trình của anh từ cái lúc đấy cho đến bây giờ như nào. Ok. Thì đầu tiên là Closing Flicker này. Ok anh tham gia anh Collab. Sau đó là đến thần kinh dày, anh cũng tham gia. Ví dụ là anh bảo là cái gì? Closing Flicker là cái closing flicker. Freaker, freak. à, flicker. Flicker, flick. flicker, flicker. Flicker thì nó là cái đầu tiên. Thế xong bắt đầu anh cũng tham gia hội đến đấy. Xong khi nào mà khi mà đến khi mà Nam Phạm làm ra cái thần kinh dày. Vâng anh cũng nhảy vào đấy anh làm cùng luôn có nghĩa là và cùng, anh cùng anh phát cùng, triển cùng bắt đầu cái đấy tức là không cùng bắt đầu anh là anh vào sau nhưng mà anh gần như là dạ, anh từ trước này gần như là anh cố vấn oh. có nghĩa là mà anh cố vấn và anh xây dựng cộng đồng nó lên uh -huh. còn nếu mà tức là rất nhiều người họ muốn hỏi anh là cái, thực sự là cái công lao hay là cái, cái, cái đóng góp ấy thì vâng. anh không nói được bởi vì đơn giản là một điều là khi anh làm anh không có nghĩ chuyện đấy anh nghĩ đơn giản là ok là tao phát triển nào cho nó tốt nhất thì sau thần kinh dày xong thì à, đến hnbmg Wow hnbmg anh cũng tham gia cố vấn có nghĩa à, hnbmg là đến sau thần kinh rồi đúng rồi và anh cũng tham gia cố vấn uh -huh. làm cái đó sau hnbmg đến uh, vsg thì anh cũng ở dạng gọi là anh support nhưng mà anh và. không có làm admin vâng sau vsg thì đến uh, vigos vâng thì nó là một quá trình đấy và trong tất cả những đấy thì anh có một điều mà đến bây giờ anh cảm thấy là nó là thứ mà anh làm nên từ đầu đó là anh phải cái, cái tiếng nói của anh ấy anh anh nên làm sớm cái điều đấy vâng. anh không nên để ok là thì tao là người cố vấn thì tao chỉ giúp yeah. và không có kiểu push hoặc là không có kiểu nêu lên cái chính kiến của mình yeah. Đấy là một điều rất là dở tại vì lúc nào anh cũng muốn giữ một cái cộng đồng rất là clean vâng. và chính cái clean này nó làm cho cái cộng đồng nó nó tạo thành một cái hộp yeah. trong cái hộp đó thì nó 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 nói chung là về rule tất cả mọi thứ nó rất là quy củ yeah. thế nhưng mà vì nó cái cái mindset của những cái người điều hành nó nó không giống mình uh -huh. mình tạo ra một group để mình phát triển nó yeah. còn có những người họ tạo ra cái group đấy để họ phát triển hướng khác vâng. thì mình không theo được hướng đó và mình không raise cái nó lên và um, bản thân là um, mình cái đấy để cho nó trôi đi. Vâng, vâng. À, thực ra bản chất cái nó là cái phần tính cách của anh rồi vì anh không có thích đấu tranh. Yeah. Anh thích cái gì nó cũng cố gắng để nó mang lại một cái gì nó phát triển nó hòa bình. Vâng. Thì đâm ra là đấy là một điều mà anh cảm thấy anh rất là hơi hối tiếc yeah. là vì là anh anh phải nên có một cái tiền nói ngay từ đầu như thế thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều nó sẽ không bị những cái tình trạng như là đấy bây giờ là cũng có quá nhiều thứ ví dụ như là rich kid này xong vâng. rồi là, uh, hình thì nói chung là dày thì không thấy đâu toàn thấy khoe cái gì vâng thế xong rồi <laughs> Man. đó Thế nó là một cái mà nhức nhối thế thoái hóa kinh khủng nhưng mà anh nghĩ là mọi thứ thì nó đều có những cái sự phát triển và những cái thứ mà nó không nằm ở trong cái uh, vòng xoáy vào cái, cái 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 con đường đấy thì nó sẽ đào thải thôi <laughs> mà quan trọng là phải có người nói em lại một lần nữa được nghe lùn bởi vì em không ở đây nên là em không biết những chuyện gì nó đã xảy ra nhưng mà um, lùn cũng nói là anh bảo là người là người đã làm tất cả mọi thứ để cộng đồng có ngày hôm nay anh ấy là một người vì cộng đồng làm biết bao thứ vì cộng đồng để rồi bây giờ cộng đồng không coi trọng những điều đấy Nói thế thì cũng không đúng bởi vì bản thân cái cộng đồng nó phải tính theo khoảng thời gian. Yeah. Tức là ví dụ một nhóm chẳng hạn, ví dụ như là anh 8 x thì cái lứa 8 x họ respect mình như nào? Vâng. Và đến lứa 9x họ còn biết về mình hay không mà hai thì không nói làm gì. Vâng. Thì trong cái lứa đấy thực sự là họ còn nhớ đến mình như thế nào đó mới là điều quan trọng và cái đấy là cái cảm thấy nó cũng rất là vui bởi vì cái lứa mà anh tạo ra cộng đồng họ vẫn nhớ đến anh. Vậy là được rồi. Còn như, cái lớn về như sau, lùn đứa, còn những lớn về sau thì là nó là về sau vì bản thân là anh đã không tham gia vào cộng đồng nữa vâng. vì đúng là khi mà lớn lên thì có nhiều cái thứ khác nó phải kè hơn thì vâng. mình phải dành thời gian những thứ khác quan trọng là sự nghiệp nữa nhưng không nghĩa là anh bỏ rơi cộng đồng anh dạ. vẫn làm những thứ support và thậm chí anh vẫn support những người trẻ vâng. để họ tiếp tục trên con đường đó Vâng ngay cả đến thời điểm khi mà em biết anh thì anh vẫn là một người phải support local brand một nghìn phần trăm trước khi mà trước khi nó, nó có làn sóng kiểu như là lô thành một đạo quân <laughs> hung hãn <laughs> không thì đấy là một điều mà ok là mình cảm thấy là nó là cái tự hào riêng của mình vâng không, của... mình không chả cần thiết phải ai nhìn thấy vâng. điều đó thế nhưng mà khi mình đã làm cái gì đấy rồi mình tạo được một làn sóng tức là mình thành công vâng còn nếu mà những người nào mà nó nhìn thấy điều đấy ok là người ta có tìm hiểu còn những người mà người ta không biết thì mình cũng không quan tâm vì vâng. là mình làm để cảm thấy là ok mình thỏa mãn vâng nếu bây giờ mà cứ dính dáng cái câu chuyện này vì thực chất anh làm anh không có tính toán đến vấn đề về uh, mưu sinh hoặc tiền bạc vâng. em ra là cái cách suy nghĩ anh nó khác nó cũng là thứ mà đến bây giờ anh cũng phải hơi phải thay đổi yeah. vì nếu như mà mình làm đấy quá mình không để ý đến mình thì chính mình mới là người chịu thiệt vâng em ra là có những thứ mình phải thay đổi thì đấy là những thứ mà anh cảm thấy là là những thứ anh cũng nên phải thay đổi dần <laughs> em còn nhớ là anh anh và em cùng đi xuống một cái uh, tầng hầm ở dưới chỗ Vincom ấy. Và à. ở dưới đấy cũng toàn là những local mới mới thôi, startup thôi. À ừ như Playground Bất cứ anh gặp thấy hàng nào anh cũng cố để mua một món đồ, anh cố mua luôn đấy. <laughs> để như kiểu là mà anh cũng trả post để như kiểu thể hiện là tao ủng hộ hay là gì cả. Đúng không? Anh ủng hộ một cách rất là rất là thật, rất là thật. Đó, thôi nó cũng liên quan đến vấn nghề nghiệp của anh nữa bởi vì là anh hiện tại anh vẫn làm stylist và stylist à. thì làm cái việc mà có một cái tủ đồ đủ ừ. nó ừ. nó là một cái thứ cần thiết à. và cái việc anh coi cái việc mà anh đi mua tất cả những đồ local brand đó nó là một cách để anh trải nghiệm anh biết được xem là hiện tại bây giờ là cái brand nó họ đang có cái gì và họ có hợp để mình có thể cộng tác hay không à. Đấy là một cách à. vì làm thì đấy là anh nghĩ đấy là một cái cách mà nhanh nhất để có thể mình tiếp cận và mình vẫn support cho người ta mình vẫn ủng hộ cho người ta là có vừa có kinh tế này mình vẫn trả cho người ta những quyền lợi cần thiết và bản thân mình cũng update thêm dần về cái xu hướng ờ. Bởi vì làm thực ra bây giờ chúng ta không thể update nhanh bằng những người trẻ vâng họ là người mà đi những cái tiểu ngạch mà thậm chí mình cũng không nhìn ra được vâng. Và mình chỉ là người ok là mình quan sát và mình absorb cái đấy mình xem cái nào ok có thể nó thành một cái trend thì mình sẽ cố gắng mình đẩy nó ra để cho mọi người đi một đường đi đúng đắn hơn và mọi người không bị gọi là bị sao nhãng những thứ khác vâng em cũng rất là nhiều điều muốn nói tiếp tục về chủ đề cộng đồng này nhưng mà em nghĩ là chắc là nó sẽ là một câu chuyện bất tận, bất tận bởi vì ngoài ngoài lúc này ra thì anh em mình nói chuyện về cộng đồng suốt, suốt ở ngoài gặp cà phê đi ăn đi uống <laughs> đi đâu cũng nói <laughs> nói suốt nên um, thôi um, nói nốt một câu chuyện về cộng đồng thôi. Okay. rồi sau đấy anh em chuyển câu chuyện khác. Okay. thì anh có dự định sẽ làm gì vì cộng đồng hay là làm chung là vì cộng đồng để xây dựng một cái cộng đồng hay là để thay đổi hay là để đập đi xây lại hay là như nào đấy thì anh có một cái dự định gì không? Dự định thì rất là nhiều thậm chí viết ra một cái tờ dày chắc phải được một trang A4 đấy <laughs> nhưng mà quan trọng nhất là vấn đề về thời gian và vấn đề nữa là con người thì muốn sinh tồn phải có kinh tế không tránh được đâm ra là khi mà anh đang ở cái giai đoạn mà anh phải cố gắng để anh tích lũy yeah. thì đâm ra là đương nhiên anh vẫn sẽ làm thế nhưng mà để nó một cái gì đó chắc chắn thì anh cũng chưa dám khẳng định thế nhưng mà sắp tới chắc chắn nó sẽ có đang nhân nhóm rồi chỉ có là cố gắng để cho nó thành một cái gì nó bài bản thôi Em thì chưa bao giờ em chính thức mời anh Nhưng mà em muốn tổ chức những cái party dành cho cộng đồng ở Bắt đầu xuất phát là ở ngoài Hà Nội Và em muốn anh, em muốn mời anh là một phần Một phần bắt đầu, cùng với em bắt đầu cái việc này Em... Thật sự là em khác với anh một chút là về bài toán kinh tế ấy, và tài chính thì em đã có rồi nên là gần như em tổ chức cái party này miễn sao không lỗ rồi, <laughs> miễn sao không lỗ còn đối hiện. với em là nếu mà nó chỉ hòa vốn thôi là em cũng đã em cũng đã cảm thấy là mình chiến thắng rồi bởi vì mọi người vừa có một chỗ chơi mọi người có thể party vào ngày chủ nhật rất lành mạnh phụ huynh có thể chở con cái đến um, ban ngày thì nó cũng chả có những tệ nạn gì lắm <laughs> lắm được còn còn ai mà làm gì thì mình không thể kiểm soát được nhưng mà nói chung là em muốn có một cái một cái nơi để mà mọi người đến mọi người mọi người có rất nhiều quần áo nhưng mà mọi người lại không thể khoe cái quần áo đến ngoài đi ngồi cà phê a hai là hai hay là, hay là, hay là... Vâng, anh hiểu anh hiểu anh hiểu nhu cầu đó mà vâng thì nói chung anh em mình sẽ tại vì em nghĩ là trong cái việc này anh anh sẽ contribute được quá nhiều anh 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 sinh ra để 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 có cái hôm nay và để có thể làm được việc này tốt hơn bất kỳ một ai nên em muốn chính thức mời anh để anh em mình cùng làm Ok Ok em thôi okay. <laughs> ok Bây giờ um, không nói về cộng đồng nữa Bây giờ chúng ta giờ đang đang nhìn chỗ này thì còn khoảng tầm 10 phút nữa nó lại ngắt thì um, đang nói về gọi là công việc của anh thì công việc hiện giờ của anh bảo công việc gọi là công việc main còn có rất là nhiều rất là nhiều công việc phụ em biết là làm nghề kiểu freelance tự do như anh em mình thì một cái thay đồ nó không đủ không bao giờ là đủ nó không bao giờ là đủ thì hiện giờ anh đang làm stylist um, thứ nhất đây là một câu hỏi có hai, hai ý. thứ nhất là anh có enjoy cái công việc được không và thứ hai là anh thấy cái công việc stylist ở Việt Nam nó có những gì khác với bên nước ngoài hồi đầu ấy, anh không nghĩ đây là nó là một cái cái nghiệp Bởi <laughs> vì là anh làm thì anh đơn giản là ok làm anh làm cho mọi người anh làm cho bạn bè anh vì thực ra thì anh cũng hồi đầu thì anh cũng chỉ thích có mỗi streetwear mà vâng ạ. nhưng mà khi mà về sau rồi anh tự đi mua sách về anh tự học, anh tự tìm hiểu, rồi anh uh, tự gọi là củng cố thêm thì anh thấy là ok nó là một thứ mà khá là cool về việc yeah. nó nó không chỉ dừng lại ở mức là ok là chỉ, là chỉ đơn giản là việc uh, ra đường, bây yeah. giờ còn có cả biểu diễn này, photoshoot này, mv này, mọi thứ nó đều link với nhau và link đến cái lifestyle rất là nhiều. Yeah. Anh thấy đây là một cũng là một cái cách để anh có thể phát triển hơn về cái 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 su cái, cái gọi là cái cái phong cách sống và cái định hình sống cho giấy trẻ. vâng anh enjoy bởi vì làm bản thân là anh chọn lựa khách hàng cũng rất là nhiều anh không có làm giàn trải. vâng anh chỉ hỏi nhận à, nói chung là bây giờ anh chỉ nhận tầm hai ba khách và anh yeah. đi theo họ long term, yeah. anh tạo cho họ một cái định hình phong cách từ đầu đến cuối và đến khi nào họ định hình được phong cách của họ rồi thì lập tức là họ sẽ biết được họ cần như nào đấy là một cái cách anh đi. tại vì em cũng không biết là cái cách mà cái cách mà stylist ở Việt Nam hoạt động có khác gì với cả stylist của Mỹ hay không thì anh có thể kiểu break down về cái không cần quá là sự khác biệt nhưng mà nói chung cái cách làm việc của anh cái break down mà gọi là không cái kép anh phải gọi là cái kép dạ. lớn nhất của hai cái nền gọi là hai cái um, môi trường đi nó vâng. là về vấn đề tiền lương nó dạ. là cái thứ nhất dạ thứ hai nó là cái kép mà căng nhất nó là cái kép về vấn đề về uh, quần áo và trang phục thì hầu như là ok thì giống nhau một điểm là tất cả mọi người đều có tủ đồ riêng yeah. sau đó thì những người đó họ phải chọn lựa những cái con người có cái cùng cái fit hoặc là cùng cái style vâng. hoặc là cùng cái một cái cách gì đó để họ promote cái vâng. style của họ lên vâng. thì có những stylist là họ dùng chính họ có yeah. những người là họ sẽ dùng những người khác uh -huh. họ promote lên Đấy uh -huh. là cái làm việc cái cách mà gọi như bước từ A đến Z thì anh nghĩ ở đâu cũng sẽ giống nhau thôi bởi vì là nó từ sách ra rồi anh đánh áp dụng sách anh nghĩ là sách ở đâu cũng sẽ giống nhau vâng wow. nhưng mà cái mà thực sự là đấy cái kép hai cái kép mà anh nói cảm thấy lớn nhất nó thứ nhất là vấn đề về salary và vấn đề thứ hai nó về về quần áo yeah. anh phải sử dụng tức là có những lúc mà anh cảm thấy anh rất là đau đầu vì sao thì thực ra ở nhà cái em hiểu là thời trang nữa nhà họ thời trang về đường phố và yeah. thậm chí là thời gian ăn mặc họ chưa chú trọng nhiều về tức là kiểu dáng rồi chất liệu mọi thứ họ lên hình nó để chọn lựa được một bộ quần áo lên hình nó rất là khó và. vì không phải ai nó dùng chất lượng tốt và. và đôi khi là chất lượng tốt nhưng mà đường may không đẹp thì nó cũng rất là là, là kinh khủng và. thì có những lúc mà anh cảm thấy anh rất là kiểu căng thẳng luôn đấy không thể nào lựa chọn được những cái thứ mà mình muốn và. thì nói chung anh nghĩ là So với bây giờ cái stylist của mình với cái cái thế hệ của anh ấy anh thấy không có nhiều người tức là đi theo cái cách mà anh đang đi yeah. còn những cái người mà sau này anh thấy họ tức là nó chia làm kiểu ví dụ như stylist về báo này stylist về uh, <laughs> uh, quảng cáo này anh không nói thế nhưng ví dụ stylist về như anh ạ về trình diễn này stylist về uh, lifestyle này gần như là anh cảm thấy họ đi đâu rồi Ừ. nhiều lúc anh làm thấy như anh anh một mình ờ à. anh không nói về vấn đề là kiểu hay nó lại không liên quan đến vấn đề là kiểu nhiều người facebook so với anh hay không yeah. mà nói về vấn đề là cái hình ảnh mà anh nhìn thấy ra ấy yeah. này rất là ít tất cả các sản phẩm ví dụ như về hip hop mà em thấy các mv này rồi à, báo biết rồi mọi thứ lên nó quá là ít hiện giờ thì um, khách hàng khách hàng của anh là có những ai anh hiện tại thì chỉ gói gọn trong có ba bốn người chính Dạ yep. Thì à, chính nhất thì bây giờ vẫn là Big Daddy này và yep. Emily. Yep. Thì là cả, có một team làm. Wow. Thứ hai là Dallas. Ồ. Wow. Thì bọn nếu mà em để ý Dallas hình ảnh họ cũng thay đổi khá là nhiều. Vâng em cảm thấy bất ngờ luôn đấy. Có một cái anh mà kiểu hay uh, hay kiểu. Uh, Draglock. Dreadlock. À, thơm. chơi. Yeah, ấy Mà lộ Anh ấy phong cách dã man. Thì um, đấy nói chung là <laughs> anh cũng <laughs> Cố gắng để anh tạo cho nhiều cái sự khác biệt hơn vâng. Vì thực ra khi Đa lát tìm đến anh Thì họ cũng nói thẳng luôn là Khách hàng chê nhiều quá vâng. mặc cái quá Bây giờ họ muốn họ thay đổi yeah. Thì anh cũng nói thẳng là luôn là ok Anh sẽ thay đổi Nhưng không phải là anh thay đổi theo cái cách Mà đắp đồ hiệu vâng. Hay là Cho nó khác người đi Mà anh sẽ thay đổi theo Cái style cá nhân của từng người một vâng. Tức là họ có cái gì Họ điểm mạnh họ cái gì Anh yeah. sẽ thay vâng. đổi theo cái đó Vâng Thế ra là hiện tại Công ta nhận thì... là quá Quá thay đổi một cách ngoạn mục luôn thì nó là một cái mà anh cảm thấy là ok mình cũng <laughs> em xem <chuyện> của mình <laughs> em xem những cái mv từ hồi xưa khi mà mấy ông ấy còn quay ở bốt hàng đậu với cả các, các thứ so với cả bây giờ đúng không Kiểu. nhưng à. mà cái nhưng mà cái anh gọi dreadlock để thì bản thân anh thì em nghĩ cũng đã là một người rất là style rồi đúng rồi thời đa số là họ đều có style riêng nhưng mà bị một cái là họ không có những cái basic về vấn đề về chọn trang phục vâng. rồi chọn chất liệu Vào. ví dụ như là chất liệu này đi về cái gì vâng. thì đấy là những cái nhiệm vụ của mình con người cũng chỉ có thể làm tốt một vai trò thôi Đúng rồi, thành ra là ok họ hát, họ biểu diễn được thì mình sẽ support họ những phần này còn lại vâng. Còn ví dụ như là Big với cả Emily Thì nói chung Big Daddy là cũng là homie. Một nghề, em homie của anh homie. Thì anh bảo gì thì mặc cái đấy Nhưng vâng. không có nghĩa là anh kiểu anh sử dụng cái tôi của anh yeah. Và anh khai thác Big Daddy một cách rất tối đa Vì thực ra Big Daddy trong cực kỳ hip hop Và đúng nghĩa là nói nói slang word thì nigger đúng nghĩa là một kiểu bóng là nigger luôn công nhận thì công anh nhận gần như là gần như là anh bánh biến đổi với đi này thành cái kiểu là lúc nào cũng phải có một áo giáp này vest yeah. back này uh -huh. quần hộp này uh -huh. xong rồi uh, bling này xong rồi nói chung là nhìn nó rất là tây yeah. uh, nhưng mà lúc cần lịch sự anh vẫn rất là lịch sự anh không có để nó bị quá là kiểu mặc sốt nhưng mà không bị chuối <laughs> Đó, thì năm vừa rồi, rồi là anh chỉ có à, thêm cả ti nữa thì rất là ti thì bây giờ đã là quá ok rồi vâng. thì rất là ti bây giờ anh làm việc với ti là phải đến tầm 3 năm thì là ti là quá hiểu ti cần mặc cái gì rồi và thậm chí nhiều khi mọi kiểu anh với ti cần phay tham với nhau chỉ cho biết là mặc cái gì mặc cái gì là xong thì đấy là cái cách mà lúc anh cũng hướng đến hồi xưa thì cũng đấy có cả cường em mấy em nữa nhưng mà anh cứ một thời gian xong là anh xong là anh sẽ thả vì là khi mà họ đã ý thức là họ mặc cái gì rồi thì thôi không cần mình nữa và chỉ cần mình cố vấn ở một cái điểm nào đó đi mình giúp thôi vâng bây giờ lại một đoạn nữa rồi anh em mình chắc là sẽ quay thêm một một cái một cái nữa không không nói về những chuyện như này anh em mình sẽ nói về những chuyện phiếm đi <laughs> uh. alo. 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 Alo, alo 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 anh có muốn um, shout out hay là muốn nói về những nơi mà anh cảm thấy ấn tượng hay những con người mà anh cảm thấy ấn tượng trong Sài Gòn không? Khó nhỉ. <laughs> bởi vì tham cái à, lúc gần đây ừ, anh rồi. bảo với em là có một cái um, có một cái candy shop à ừ cái candy shop uh, kiểu ba hip hop. Dạ. Yeah. Bọn anh trước khi ra Hà Nội thì Tết cũng đóng họ để hai lần <cười> <cười> liên tiếp. Anh thấy em bởi vì làm ra cái môi trường mà nhạc hip hop bây giờ nó quá ít mà còn hay nữa còn, còn ít nữa. Wow. thật ra là khi mà anh ở đấy anh thấy nó là một cái gì đó nó nó khác biệt. Cool. 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 Thế nhưng mà nói chung là à, để có nhiều những cái thứ đánh giá mà nó nó rộng hơn đấy. Yeah. Nói chung là cố gắng hy vọng lần này là đi với anh được sang Bali. Yeah. Anh, anh sẽ giới thiệu cho em về những cái 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 ba club bên đấy. Okay. Em hiểu là khí okay. phố của nó như nào? Hôm trước là 50-50 bây giờ thì đã là 80 mươi tám mươi phần trăm bởi vì không có lý do gì không? Thế thật đặt sự... thôi còn gì <cười> <cười> uh, Em nói thật là em rất là màu đi đấy. <laughs> vì thực ra là anh anh rất kiểu anh thấy cái gì hay anh rất muốn nhưng kiểu, mà để có, cho có mọi cái người... có cái gì về Bali mà anh đến mức như thế? nó anh coi Bali nó mà là nơi để anh gọi là sắp xếp lại mai xếp wow. sắp xếp lại những cái cái ý tưởng ở trong đầu anh. Uh -huh. bởi vì là không có một nơi nào mà anh cảm thấy là anh có thể trải nghiệm được mọi thứ ở đấy trừ gọi là cái, cái civilization cái kiểu mà em thích cao ốc này em thích kiểu trung tâm mua sắm thì nó không có em mang máy đi vlog được không được <laughs> à, mà bù lại nó đã có cho em cái gì cho em những cái trải nghiệm thế nào gọi là một cái cuộc sống nó đúng cái giá trị mà em bỏ ra vâng nó đơn giản cái việc mà em thuê một cái khu villa em ở Dạ yeah. nó hoàn toàn xứng đáng lúc tiền em bỏ ra nó không quá đắt và nó không quá rẻ wow. Và mọi thứ nó sẵn sàng cho em ở đó Mùng, 7, uh, mùng 7 tháng 3 Mùng 7 tháng 3 là có event Thì anh nghĩ mình nên đi sớm Ok, ok, ok đó. Xong rồi em chắc là em bay thẳng từ đấy về Mỹ uh, Năm nay thì dự định của em là sẽ về Hà Nội Để thực hiện rất là nhiều những kế hoạch Nên là em bay đưa lùn sang Mỹ thôi Rồi lại về đây Còn gần nhất anh em mình gặp nhau ở, Sẽ trong Sài Gòn là tuần sau anh bay chủ nhật đến sẽ học khoảng thứ hai thứ <laughs> ba là, là em đi rồi <laughs> để mà nói về những hoạt động này hay là những chỗ chơi thì chắc chắn là trong sài gòn phải hơn hà nội rồi không ừ. thể bàn cãi được rồi đây là một điều rất là buồn bởi vì hồi xưa là gần như hà nội là cái gì cũng có trước vâng nhưng bây giờ tự nhiên sài gòn cái gì cũng có trước nó <laughs> cũng là một cái chuyện chuyện về cái làn sóng mà những người mà người ta giải trí nghệ thuật người ta di chuyển vâng không có nghĩa là Hà Nội mất gốc, Hà vâng. Nội vẫn có một cái gì đấy, nó có cái chất riêng. Bản thân là nếu chắc như chắc mà chắc bản luôn thân đó. nếu như mà em đủ khả năng, để em có thể ở ngoài này được, Thì tức là gần như em sẽ phát triển ở trong kia. <laughs> em đương nhiên. Vâng Em Và với anh thì cái bản anh làm về cái câu chuyện về nghệ thuật, về giải trí, nếu như anh ở ngoài này anh không thể phát triển được. Vâng Do anh chọn trong kia. Còn nếu như mà đơn giản anh chỉ nghĩ vấn đề về kinh doanh này rồi làm những thứ khác thì anh nghĩ anh sẽ ngoài này. Vâng. Như um, như em cũng có cảm giác là tại vì rất nhiều người hỏi em bảo là tại sao không vào sài gòn để để thực hiện những cái kế hoạch đấy thì em nói lên nếu mà em còn vào nữa thì ai sẽ làm một cái gì ở hà nội cho hà nội <laughs> với cả em cảm thấy hà nội nó rất là thân thương với em 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 thực sự sinh ra và lớn lên và trưởng thành ở cái nơi này tất cả những cái mà tất cả những cái xấu và những cái đẹp em đều được nhìn thấy hết em thấy là sài gòn là một nơi Thứ nhất là để nói về là là một cái thị trường đi, thì em thấy thị trường Sài Gòn là một thị trường khủng khiếp và lớn và mọi thứ đều rất là dễ để mọi người, có nghĩa là mọi người không quá kén và khó tính như Hà Nội Không, không phải là họ không kén, mà vấn đề là họ hiểu được họ muốn cái gì vâng với bản thân anh ví dụ như là ok là xét về mặt gọi là bắt chước nhé ví dụ vâng. như muốn đi mua đồ vâng ok một cái áo 500 trăm nghìn với anh thấy là ok mặc một vài lần hai ba lần một, bốn năm lần thì để xong giặt thay vòng tiếp với anh ok thì người sài gòn họ cũng có quan niệm là tôi là họ mua quần áo về họ mặc họ diện xong họ thay đổi liên tục à. thành ra là cái việc kén thì nó hình thành lên, lên từ cái tính cách và từ cái lối sống của họ thôi yeah. người hà nội tại sao họ kén vì hồi xưa thì họ, mình cũng hiểu là <laughs> Cái, cái 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 gọi là cái cái cái, cái DNA về đấu tranh DNA về sinh tồn nó cao ấy thế nên vâng. là bây giờ cũng, họ cũng có cái ăn chắc mặc bền vâng vâng thế ra là họ có những cái nhìn góc nhìn khác về quần áo chứ còn anh nghĩ là cái câu chuyện mà chẳng cái gì đến cái gì đi thì hà nội mới gọi là cái nhanh hà nội thay đổi trend cực nhanh ừ. bởi vì là có cái gì cái mới là hà nội có có xong phát là khoảng một thời gian sau lại có cái mới rồi vâng em cũng không em cũng không nghĩ đến việc đấy trend thì khi nó thành trend thì nó sẽ có một lượng follow đúng không? cái lượng follow ấy xong thì nó sẽ thành một cái cộng đồng. vâng thì cộng đồng này phát triển hay không thì do cái cách người ta phát triển cộng đồng đó. vâng và những người leader của cái những người cộng leader đó. đó ví dụ như là đấy dark web vâng dark web avantgarde gì đó thì nó là trong người giàu. vâng xác định luôn nó là trong vâng. người giàu thì hà nội này họ vẫn có dark họ vẫn có avantgarde riêng vâng. của họ sài gòn họ cũng có và các local brand cũng làm về dark web avantgarde vẫn phát triển được vẫn sống được và vâng. thậm chí là có những người, người cảm thấy người ta phù hợp vâng. Thì anh thấy là đâu có gì gọi là đi nhanh hay chóng Chẳng qua là gì là nó Sài Gòn họ thích nghi được Tức là họ khi họ tạo ra một cái giấy họ sẽ có một cái nhóm này họ thích nghi Vâng, vâng. tại vì thị trường nó cũng lớn Đó, thì còn dư Hà Nội thì sao vì đúng là trend là bắt trend luôn á Dạ Ờ, đang thích cái này, ok, trend chuyển phát Sẵn sàng thay đổi 180 độ đi sang cái khác luôn ờ. Uh. Nhưng mà có cái hay là gì là những con người nào Thực sự họ có gu, yeah. sai thì họ vẫn giữ cái gu đó <laughs> họ không có thay đổi về gu và họ chỉ có thay đổi về ok quần áo thay đổi thế nhưng mà cái cách mà họ mặc cách mà họ thể hiện là vẫn như vậy và không khác gì. thì nói chung những người như em ấy thì em cái điên đây của em nó vẫn là american casual nhiều người thấy em mặc bảy 7 trên 8 bộ em mặc thì đều là kiểu hoodie với cả với cả sweatpants thì nhiều người bảo là ba năm một phong cách ba năm một bộ người ta đấy là người ta hơi sai lầm ở chuyện là người ta gán cái mai sách người ta vào cái mai sách của mình vâng bởi vì đơn giản thôi là mình cứ mặc mình thích gì mặc sẽ được vâng. làm sao nó giữ được cái cái chất của mình vâng bản thân anh một năm anh có thể thay đổi ba đến bốn năm sai là chuyện bình thường thành vâng. thích mặc này nó cứ mặc cái kia vâng cái quan trọng là mình mặc cái gì mặc nhưng mà nó vẫn có cái riêng của mình đấy mới là cái quan trọng vâng bởi vì bản thân là cái hình ảnh em theo nó không phải là influencer về fashion theo cái dạng là fashion chính xác đấy Influencer của em nó là kiểu khác về culture về vâng. cái cách mà em muốn quảng bá cái cái văn hóa về ăn mặc của Mỹ. Vâng. Còn như với anh thì anh tự đánh giá anh không phải là influencer về một cái zone nhất định. Vâng. Anh vẫn là hip hop nhưng mà anh sẽ theo những cái dòng khác nhau. Yeah. Ví dụ như hip hop Nhật, hip hop Hàn, hip hop Mỹ, anh đều có thể theo được hết và vâng. thậm chí nhiều lúc nó là cái phong cách khác cũng được. Vâng. Nhưng mà đề là gì nó thể hiện được cái tôi của mình. Vâng. Cái anh muốn cái mà bạn cũng thể hiện ra nó nhất là gì nó là sự thực dụng, tiện lợi và sạch em thì em rất là mong có một cái văn hóa về uh, thời trang và một cái một cái mà nó phù hợp đúng với cả đường phố của việt nam bởi vì thực chất là mình vẫn ngồi ăn vỉa hè mình vẫn ngồi quán cà phê vỉa hè thì mình nên mặc cho nó phù hợp chứ nếu mà mặc kiểu slp thì em nghĩ nó chỉ phù hợp để đi ba hay là vào buổi tối thôi chứ còn nghĩa là vào vào cái cuộc sống mà đời thường hàng ngày ấy, thì em muốn người ta sẽ cảm thấy thoải mái và cảm thấy đây là một cái một cái việc không không quá là cần phải flex hay là cần phải mặc gucci hay là cái đấy thì nó phải nói về văn hóa gọi là cà phê của mỗi nước rồi vâng. đúng không bây vâng. giờ chúng ta cà phê về hè là cái văn hóa về Việt Nam vâng đúng nghĩa chỉ Việt Nam yeah. cái văn hóa nước ngoài ok Saint Laurent thì Saint Laurent thì nó là văn hóa gì là ba hoặc ừ. club vâng Vaccine kiểu khác chúng vâng. ta mặc cái quần bó như thế mà chúng ta ngồi về hè ngồi thế nào được vâng. Đang ra là thôi thì mà mở rộng cái cái mind của mình ra một tí khi mà mình làm cái gì mình thấy thoải mái ok ăn mặc cũng vậy mà vâng. mình đi cà phê chém gió thì mặc cái quần nó thụng một tí nó thoải mái một tí miễn sao là mình đừng có chơi đồ cũ quá hoặc là nhìn nó không ra dáng thì nó là ok rồi còn nếu mà đã xác định luôn là ok mình đi mình show off thì tôi sẽ đừng ngồi chả cà phê chém gió vâng <laughs> hoặc là ngồi cà phê chém sói thì nó phải là cái kiểu khác vâng. ngồi ví dụ ngồi chỗ xịn vâng đó, thì mình cứ tách ra thôi chứ nói chung là môn vàng quá nói thế thì không biết bao giờ hiện giờ thì về thời trang của Việt Nam anh thấy cái trend hiện tại đang đương đại bây giờ và đang đỉnh đám bây giờ là trend gì với không nhìn của anh đúng không Góc nhìn của anh thì <laughs> thực ra thì có mà bây giờ anh đang chú ý rất là nhiều đó là cái cái um không biết cái anh quên mất từ tiếng anh rồi nhưng mà với anh thì nó gần như, như là kiểu phẫu thuật lại quần áo ấy ờ oh, uh, deconstructed nó kiểu deconstructed nhưng mà cái deconstructed bây giờ nó hơi khác nó yeah. nó sẽ deconstruct theo dạng là nó có mục đích vâng tức là nó từ chất liệu đến mọi thứ nó đi theo một cái khuôn khổ và nên anh nghĩ là đến bây giờ cái năm từ bây giờ trở đi này nó sẽ deconstructed rất là nhiều em nó, đồng ý. nó không phải đơn giản như kiểu offline nữa và wow. nó có rất nhiều những cái brand khác rồi họ đã làm những kiểu họ chế biến từ cái quần bò xong ghép vào quần vải xong rồi mọi thứ họ đắp lên nhưng mà họ đắp rất là có ý mục đích chứ wow. không phải là họ đắp cái kiểu mà cứ thích cái gì đắp lên cái đó nhưng mà đồng ừ. nghĩa với cả việc là thật sự nha mặc dù đây là một cái phong cách mà nhìn nó rất là dễ nhưng mà thực chất lại là một phong nó cách mà phải khó. có những người có gu Đúng mới rồi. có thể Chính execute là, được vì là đơn giản ví dụ như là bản thân là um, cái đầu chất liệu bò chất liệu vải nó đã là một cái thứ mà bây giờ cho nó mix ở trên như nào đã khó rồi. Bởi vì vâng. không thể là một cái áo bình thường mà mix ở dưới một cái đồ mà nó lằng nhằng. Vâng. Nó là một câu chuyện khác rồi. Vâng. Không chỉ là đôi giày này thôi. Đôi giày bây giờ có những đôi giày mà nó phá form mà nó làm lại. Có những cái brand rồi nó phá form giày nó làm lại mà anh nhìn công nhận là anh thấy rất là đáng nể yeah. Anh chưa biết là đi thế nào. Vâng. Nhưng mà nhìn rất là đẹp. Vâng. Vâng. Ra thì với cái phong cách này ban thời gian ban đầu ấy, nó sẽ rất là hà khắc, hà vâng. khắc trong người mặc. Vâng. Và nó sẽ giống như tách ấy để đầu ấy sẽ xuất hiện y hệt những cái bài làm mặc nào cho đúng. Và. Rồi bắt đầu uh, uh, có những người bắt đầu bị trường phái gọi là bay ở tất cả những cái style khác khi mà ghép vào cái style đó. Vâng Thì anh cũng hy vọng là đến lúc đó thì mọi người sẽ open mind một tí và hiểu rằng thời trang nó là vô tận. Và. Mình ghép được những cái gì mình ghép lại với nhau để tạo hình phong cách của mình đấy là cái điều quan trọng. Thật ra em chắc là anh cũng biết là từng có một, từng có một, uh, từng có một vụ việc mà kiểu em bị chê là thế này mà đòi là techwear à, thì thật sự em thấy là hồi đấy thì em cũng hơi cáu hồi đấy hơi cáu là bởi vì em cảm thấy tại sao mà phải gói gọn bản thân mình vào một cái box như thế nhưng mà sau này thì em cảm thấy là những tín đồ của một cái gì đấy thì họ phải bảo vệ họ phải bảo vệ cái của họ mong là cái <laughs> mong là cái trend sắp tới về vintage hay là deconstructed hay là những đồ mà tự người ta DIY sẽ không bị như kiểu là nó gắt gắt quá ấy, như không không tránh được cái đấy là đương nhiên. À, thật ra em cũng có rất là nhiều những nỗi niềm về thời trang bởi vì em nghĩ là em đang em đang trải qua cái giai đoạn hơi hơi giống anh đấy là mình cảm thấy cái cộng đồng mà ban đầu mình mình là một phần của nó và nó là một phần của mình bây giờ nó nó càng ngày nó càng bị um, có một cái khoảng cách nghĩa là em thì mục đích của em luôn luôn là mục đích muốn xây dựng một cái một cái văn hóa để mà thứ nhất um, khi phụ huynh và truyền thông người ta nhìn vào người ta bảo là đây là một văn hóa đẹp nó một văn hóa với những con người có một niềm đam mê về một thứ mà có thể mình không hiểu nhưng mà nó vẫn rất là đẹp thì đấy là cái mà em mong muốn xây dựng ra ngay từ cái cách mà em em thể hiện có nghĩa là không phải thể hiện mà là em em mong muốn bản thân mình khi mà phụ huynh nhìn vào thì bảo là ok nếu mà nếu mà đây là cái người mà kiểu con con thích hay là con con muốn làm một cái gì đấy giống như giống như cái người này thì bố mẹ đồng ý và bố mẹ không 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 kiểu phán xét gì cả và không chỉ là vấn đề về phụ huynh mà em cảm thấy truyền thông khi mà họ dần dần bây giờ ấy, khi mà họ nói về cái từ hype beat này, do họ nói về những kiểu cái cái bọn cái bọn uh, Rick kid các thứ thì em thấy là đấy là điều mà em không hề muốn em không hề muốn thứ nhất là em muốn promote cho việc là <laughs> mọi người ai cũng có một cái tài tài lẻ một cái tài năng gì đấy và chắc chắn là mọi người sẽ có thể xây dựng được một cái sự nghiệp từ cái việc đấy Như kiểu em có một cái năng khiếu về thời trang và đấy là cái mà và đấy là cái mà em có thể đóng góp được mọi người ai cũng có một cái gì đấy có thể đóng góp được và ngay từ đầu ý đồ của em là như thế nhưng mà bây giờ thì kiểu nó cứ hơi bị nó, nó hơi có một cái khoảng cách ở giữa mà em không thể như kiểu là kết nối lại được thì không biết là hồi xưa anh có cái cảm giác đấy không khi hồi xưa có chứ đến thực ra đến đấy là cái mà lúc mà anh nói là cái điều anh hồi tiếc nhất ấy. đó là cái mục đích của anh muốn làm ra một cái cộng đồng là đúng nghĩa là để phụ huynh nhìn vào đã thấy ok nó là một cái cộng đồng sạch vâng ạ. nó sạch thật vâng ạ. sạch để cho từ chung là từ tính cách cho Vào, đến uh, cư xử. quần áo, cư xử và bởi vì sao vì chính anh cũng là cái nạn nhân của cái cái câu chuyện mà ăn mặc vâng. hồi xưa phụ cấm đoán này kia thì xong rồi uh -huh. không cho đi theo con đường này. thì đấy là một cái vì sao vì là không có ai cũng không có thông tin gì để hiểu là mình cái làm gì mình đang làm cái gì vâng. thì cái duy nhất mà anh chỉ muốn nói để các em tiếp tục ý, là, là gì là nó sẽ có những cái giai đoạn thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà em càng cần phải cố để cố gắng cái tạo tiếng nói của mình lên vâng để cho mình hiểu là ok là mình muốn một cái cộng đồng như vậy có thể nó sẽ ít nó không nhiều thế nhưng mà nó chất lượng vâng. và đừng nhìn vào cái số đông để tạo cho mình cảm giác là mình phải càng có càng nhiều người càng tốt bởi vì là đông thì khó quản lý vâng làm một cái group vừa phải và trong cái group đó có nhiều con người ưu tú để người ta hiểu được vâng. cái câu chuyện cái ý nghĩa thật sự của mình muốn làm là gì và từ những con người này họ sẽ tạo thêm với những cái con người khác. Vâng. Em muốn em muốn gần như cảm ơn ông trời bởi vì đã cho em những con người và một cái cộng đồng ừ. mà em cảm thấy họ rất là có kiến thức, họ cũng rất là có gu và họ rất là cư xử đẹp. Ít nhất là cho đến thời điểm khoảng tầm một vài tháng trước còn, còn còn gần đây thì nói thật là em cũng cảm thấy mình hơi bị depressed bởi vì em không chắt lọc được cái gì nó là nó là nó là lời để để mình cải thiện chắc là em cũng chắt lọc được nhưng mà em cảm thấy kiểu cái 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 sự thốc xích nó, nó nó nó, tràn nó tràn vào cuộc đời và channel và những cái gì mà em đang muốn làm ấy đúng là chỉ có mỗi anh mới có thể hiểu được những cái gì mà em đang em đang trải qua bởi vì em cũng rất là cố để có thể nói với các một người nhưng mà họ có thể hiểu được nhiều phần nhưng mà không thể hiểu được vì cái vì cái mục đích và mong muốn của em em nghĩ là rất giống anh em muốn khiến cho cái văn hóa này nó đẹp không phải là những cái từ những kiểu hype beat rickkit hay hay truyền thông người ta nhìn đúng là những kiểu bọn trẻ bọn trẻ con bọn trẻ trâu người bạn mặc bao nhiêu tiền đấy gì ừ. vâng thì hồi em 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 mong là năm nay mình có thể ít nhất là mình có thể hội tụ được những con người mà họ cũng chỉ có một mục đích là đến chơi vui gặp những con người cũng ở trong cái thế giới này bằng cách tổ chức cái party hy vọng là hè năm nay hè năm nay anh, anh em mình có thể bắt đầu kickstart được cái đấy một tháng một hai buổi thôi cũng không Quá... Có hai buổi là ok không không quá khó à, đâu. quan trọng là có mình... tháng chỉ một buổi <laughs> là mình cái nội dung mình truyền đạt được cho họ có những vâng. cái gì để người ta đến thì người đến, có thể động lại được và lần sau nó muốn đến tiếp vâng đó là điều quan trọng như em nói là em đã có bài toán kinh tế ít nhất là cho thời gian hiện tại thế nên em không cần em không cần cái nguồn thu nhập từ cái đấy miễn sau anh em mình tại vì anh em mình cũng sẽ trích ra một khoảng thời gian của anh em mình trông người thôi mà cũng khá lớn đấy em nghĩ là cũng phải thì nhiều đầu tư chất xám vâng. đâu có tính được thời gian đâu vâng vâng nên rất hy vọng là sau khi mà anh làm xong những cái dự án đầu năm của anh thì anh em mình bắt tay vào làm cái đấy vì cộng đồng ok đồng ý và cũng là vì anh em mình để anh em mình có chỗ để để, để chơi <laughs> đó chứ ở ngoài hà nội ngoài nightlife ra thì cũng không có chỗ để chơi kiểu ban ngày hay những cái hoạt động kiểu 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 đấy anh có muốn um, đề cập đến câu chuyện chủ đề gì không dài ốm mất mấy ngày rồi chả anh nghĩ được cái gì đúng là sau mà ốm đau xong thì cảm thấy sức khỏe quan trọng còn lại thì anh em mình sắp chuẩn bị uh, đi vào Sài Gòn thì lại gặp nhau suốt đi ăn đi uống chuẩn bị đây chuẩn bị ờ. <laughs> rủ nhau đi ăn bây giờ rồi uống này bóng rổ <laughs> vâng xong rồi lại đi Bali ừ. thôi em nghĩ là cái episode này nó như này là 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 đẹp là ngọt ngào okay. <laughs> anh thấy mình tốt rồi vâng cảm ơn anh rất là nhiều vì những đóng góp của anh vì vì anh đã xây những viên gạch đầu tiên để để nó mới có ngày hôm nay Chắc là hồi đấy anh cũng hứng chịu nhiều nhất Nhiều nhất về ăn mặc dở người rồi Cũng có nhưng mà thực ra quen rồi này, Anh quá quen câu chuyện rồi Và chỉ có là đúng là ra thì để làm nên những cái thứ gì bây giờ nó là cả một nhóm chứ không chỉ một mình Vâng thực ra là nếu như mà sự để cảm ơn này không biết là cảm ơn bao nhiêu cho đủ Vâng Anh chỉ biết là ok làm Giống nào trong cái thâm tâm anh cũng rất là cảm ơn họ Những con người mà âm thầm điêu anh, vâng. để cho cái cộng đồng này họ lớn mạnh như bây giờ. Thì anh biết là có những người bây giờ họ không đồng tình với anh rồi họ, nói chung là có những thứ mà xảy ra chuyện hồi xưa ấy, nó xích mích này kia nhưng mà anh cũng chỉ muốn nói là ok là lớn cả rồi. Yeah. Những cái gì mà cho qua là cho qua và yeah. nếu như mà vì một cộng đồng mà vì một cái tương lai thì ok, là ngoài đường bắt tay nhau trả hỏi, Ý ok. Gì? em cũng rất là mong tất cả những tất cả mọi người sẽ sẽ không có một cái beef gì với nhau vì những chuyện mà em thật sự em thấy nó không đáng em thấy nó, nó, không đáng bản thân em thì em không chơi với nhiều người cũng bởi vì em chả biết nhiều người lắm em từ bên mỹ về nên là tất cả mọi thứ kiểu ai giới thiệu em thì em em biết đến thôi còn thật sự em có một em không thể nói là em không có sự respect dành cho tất cả mọi người bởi vì ai cũng đã làm một cái gì đấy à, như kiểu là thật kinh dày hay hnbmg hay VEG, vg vigos tất cả chẳng qua chúng ta chưa có cơ hội để gặp nhau trực tiếp ngoài đời bắt tay nhau nói với nhau ít nhất là một cái conversation một cái câu chuyện khoảng vài ba câu thì nếu bây giờ chúng ta có thể làm được cái việc đấy thì không có gì bằng đấy 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 là Thật sự con người cũng quá quá là ngắn ngủi tại vì biết với nhau nhìn lại vào một phát của khi 10 năm <laughs> nên tại sao mà phải như thế hy vọng là nếu mà anh em tổ chức cái party đấy anh em mình có thể mời mời tất cả mọi người đến không không vì không vì một cái mục đích gì tiền bạc hay là Chính thương mại đơn giản chỉ là hay ngao và, và gọi là tổ chức Chí một chỗ sẻ, chơi chia sẻ năng lượng tốt cho mọi người vâng thế thôi <laughs> ok ok thank you mọi người vì đã xem cái podcast thứ ba này đây phải nói là một cái episode mà bên có rất 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 là nhiều những cảm xúc và cũng để mọi người hiểu hơn về anh bảo bởi vì <laughs> anh bảo là một người không thể hiện bản thân mình ra nhiều lắm nhưng mà anh ấy như mọi người thể thấy anh ấy có rất rất nhiều câu chuyện để có thể nói và chắc là anh ấy sẽ tận dụng cái đầu óc của anh ấy để chuyển hóa nó thành nhiều cái outlet <laughs> khác để mọi người có thể nhìn được tâm hồn của anh, anh bảo là một người như thế nào. Ok, thank you mọi người rất rất nhiều. Um, hẹn gặp mọi người ở trong Sài Gòn và chưa thế thôi. Ok, thank you.